Đồ Gỗ Thành Luân xin kính chào quý vị. Hôm nay ngày mùng 5 tháng 6 năm 2016, tức là ngày mùng 1 tháng 5 năm âm lịch, năm Bình Thân. Đồ Gỗ Thành Luân xin kính chúc quý vị một tháng mới gồm có sức khỏe và thành đạt. Đây, chúng tôi xin giới thiệu quý vị hai chiếc sập giờ, một chiếc đục tứ linh long nguy kỳ phượng chân 24 ngồi trên đuôi nghê trầu. Và cái sản phẩm này là rất là đặc sắc của Đồ Gỗ Thành Luân, làm ra đến đâu là hết đến đấy. Cái bàn thờ chân 24 này của một vị khách ở Hà Nội. Chiếc bàn thờ đục tứ linh lưỡng long trầu nguyệt này là có kích thước là 2m17, sâu 1m07, cao 1m27, chân 24 đục trên đôi nghê trầu. Toàn bộ cái mặt bên trên là dày 2 phân và cái dạ dưới này chúng tôi làm dày 6 phân. Rất là dày, dạ dày 6 phân. À, ngồi lên trên đôi nghê trầu rất là hoành tráng. Chân cong rất đẹp. Bàn thờ được làm cho anh Dưỡng ở Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội. Mình quay chi tiết cái sàn thờ. Hai đôi nghe trầu đục trạng rất là đẹp. Một cái con nghê này phải hai thanh niên khỏe mà khênh được. Chất gỗ rất nặng và to. Chân vuông 24. Trên đục hai cái đầu nghê trầu rất là đẹp và bắt mắt. Cái dạ đây chúng nó đục thủng, toàn bộ đục thủng hết. Rất là cầu kỳ. Đục thủng kênh bong mà hoàn toàn đục chạm vào tay. Quý vị có nhu cầu liên hệ và hỏi cho chiếc sập thờ đục tứ linh nghê trầu ngồi trên đôi nghê trầu của anh Dương ở Quốc Tử Giám, Hà Nội. Chiếc sập thờ này có kích thước là 2m17, chiều ngang và chiều sâu là 1m07, cao 1m27, là từ dưới mặt đất lên trên mặt. Đây quay chi tiết quý vị xem cả mặt là sau, mặt hồi đều đục chạm rất đẹp. Quay cái sập mai. Ở đây là cái tủ chè hàng đặc sắc của chúng tôi đã giới thiệu quý vị ở cái video trước cũng trong ngày hôm nay. Quay lại quay quý vị xem. Được khả tích văn vương đồ hiền và bệ đục tứ linh dày 10 phân, quanh bong đục chạm sắc nét. Và đây là chiếc nèo đặc biệt được những bàn tay vàng nghệ nhân của Đồ Gỗ Thành Luân đục chạm cái nèo, riêng một cái nèo đục mất 3 tháng mới xong một cái nèo. Làm theo cảm hứng chứ không phải là thích làm là làm được ngay. Đục chạm có hồn rất là sống động. Riêng về cái nèo của bạn thì các cái hàng đặc sắc này tôi làm rất là ít, mấy tháng mới xong là một sản phẩm. Làm cái nào ra hết cái đấy nhiều quá chưa kịp quay video. Riêng cái lèo này chúng tôi chọn từ nghệ nhân rất là tay nghề cao, đục chạm cái này là không phải ai cũng đục được, mà làm theo cảm hứng, lúc nào có hứng lên thì nó mới đẹp và nó có cái cảm giác thoải mái. Đây là chúng ta mua cái tủ chè chủ yếu là chơi nghệ thuật, là đường nét đục chạm rất là đẹp, khảm ốc rất là đỏ, toàn bộ khảm ốc đỏ ấy. À, chúng tôi đã giới thiệu video trước rồi, thì giới thiệu qua thôi. Đây quý vị xem bộ hoành phi gấu đối và sập mai. Sập mai chúng tôi giới thiệu rất nhiều video rồi. Chú Thư Phượng. Đây là sập mai.
Dạ đúng, thành viên đang hoàn thiện chiếc bộ bàn ghế gỗ ta của mình, đang đánh thức ly và bánh xi. Và đây là chiếc sập thập điểu quần mai, nó là sập mai điểu. Sập mai điểu nhưng đục chạm rất là đẹp. Chân 24, dài 2m17, rộng 1m07, cao 1m17. Đục tích mai điểu. Toàn bộ chúng tôi được hoàn thiện bằng tay hết, thủ công hết, quý vị có thể xem thợ mài rất là kỹ, từng chi tiết tỉ mỉ, rất là công phu, không bỏ sót một chi tiết nào cả, quý vị có thể xem không bỏ sót một chi tiết nào. Kè kẹt nhưng oánh rất là kỹ, toàn bộ oánh xi và vê ly theo yêu cầu quý khách, hoặc là full PU tùy theo nhu cầu tùy quý khách. Quay lại chiếc sập tứ linh, chân quỳ, ngồi trên đôi nghê trầu. Sản phẩm này rất là đặc sắc, chúng tôi bán tại thị trường Hải Phòng rất là chạy. Đục thủng toàn bộ ba mặt như nhau. Và đục tích lưỡng long trầu nguyệt, long ly quy phụng. Và trên là đục túi thơ, cỗ đồ. Riêng cái dạ bên dưới chúng tôi làm dày 6 phân. Đục chạm kênh bong và chân vuông 24, ngồi trên đôi nghe chầu, vẫn đang để trần mộc. Quý vị có nhu cầu đánh vét ly, đánh xi và full PU, chúng tôi đều hoàn thiện theo cách thủ công và đánh các cái chất nguyên liệu, chất liệu tốt nhất. Đỗ Thành Luân xin kính chào, xin hẹn lại quý vị.